Quốc Hoàng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Review. Và thưa với quý vị, hôm nay Hoàng đang có mặt ở tại làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và trong cái video ngày hôm nay, Hoàng muốn chia sẻ và giới thiệu với quý vị một cái lăng mộ, một phần mộ của một nhân vật lịch sử dưới thời của triều nhà Nguyễn. Đó chính là phần mộ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân. Và đây cũng là thân sinh của vua Gia Long, thưa quý vị, là một nhân vật cũng hết sức là đặc biệt trong lịch sử thời nhà Nguyễn nói riêng cũng như lịch sử Việt Nam nói chung. Và bây giờ thì Hoàng cũng mời quý vị chúng ta hãy vào bên trong với Quốc Hoàng để Hoàng có dịp chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin liên quan tới tiểu sử của Vương tử Nguyễn Phúc Luân này, cũng như là giới thiệu về nơi an nghỉ của ngài đến với tất cả quý vị để quý vị chúng ta mình hình dung về cái công trình này quý vị nha. Và bây giờ xin mời quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, trước khi chúng ta mình vào bên trong để mà thăm viếng cái phần mộ của ngài thì Hoàng cũng xin phép được mượn cái vị trí này để giới thiệu sơ nét về tiểu sử của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, cũng như là sau đó sẽ giới thiệu với quý vị về những cái thông tin liên quan tới nơi mà ngài đang an nghỉ đây, được người ta gọi là Lăng Cơ Thánh hay còn được gọi với một cái tên khác là Lăng Sọ. Thì thưa quý vị thân mến, Vương tử Nguyễn Phúc Luân, ngài là con thứ hai của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát cùng với lại bà Trương Thị Dung. Thì Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát là vị chúa thứ 8 trong lịch sử chính chúa của nhà Nguyễn. Vương tử Nguyễn Phúc Luân, ông sinh năm 1733 và ông mất năm 1765, thì ngài thọ 32 tuổi, thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái nhân vật lịch sử của nhà Nguyễn hết sức là đặc biệt. Đặc biệt không riêng là ngài là thân sinh của vua Gia Long, mà cũng là người mà đã chứng kiến rất là nhiều những cái sự thăng trầm trong cái triều đại của chúa Nguyễn sau này. Thì như thế nào thì Hoàng sẽ chia sẻ cụ thể với tất cả quý vị. Trong cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ đó, quý vị chúng ta mình hình dung lịch sử các thời nhà Nguyễn thì trải qua hai cái giai đoạn chính. Thứ nhất là giai đoạn các chúa Nguyễn, thứ hai là giai đoạn của các vua Nguyễn. Thì Vương tử Nguyễn Phúc Luân này là ngài trong cái giai đoạn mà chuyển giao giữa hai cái giai đoạn của vương triều nhà Nguyễn này. Đó, thì nói về cái vương triều đầu tiên là vương triều của các chúa Nguyễn. Thì vị chúa đầu tiên đó chính là chúa tiên Nguyễn Hoàng năm 1558, với theo cái lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm là Hoành Sơn Nhất Đái Khải Dĩ Dung Thân đó, thì ông đã cùng gia quyến và nội tộc của mình từ cái vùng đất Thanh Hóa, mới rời khỏi Thanh Hóa và vào trong này để mà trấn giữ cái vùng đất xứ Thuận Hóa này, và khai sơn lập quốc ở cái xứ Đàng Trong. Đó, thành lập ra xứ cái Đàng Trong. Thì với cái triều đại các đời chúa Nguyễn thì trải qua tới 9 đời chúa, thì vị chúa đầu tiên là vị chúa tiên Nguyễn Hoàng. Theo đó, tới đó thì tới chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chú, Nguyễn Phúc Khoát và cuối cùng là Nguyễn Phúc Thuần. Thì tới cái thời giai đoạn của chúa Nguyễn Phúc Khoát là cha của vương tử Nguyễn Phúc Luân này đây, thưa quý vị, thì chúa Nguyễn Phúc Khoát là một người rất là tài giỏi. Thì đất nước của chúng ta thuở ban đầu rất là hưng thịnh luôn, bằng chứng là đã mở mang được bờ cõi ở phương Nam và thâu tóm được những cái cuộc đất ở xứ Chân Lạp và buộc người Chân Lạp là phải thuần phục hoàn toàn với người Đại Việt của chúng ta. Nhưng mà sau đó cái giai đoạn của chúa là có một cái quyền thần, một người rất là gọi là rất là quyền hành trong triều đình lúc bấy giờ, là một cái hoàng thân quốc thích, cũng là cậu ruột của chúa, đó chính là quyền thần Trương Phúc Loan. Dân gian lúc bấy giờ người ta mới gọi là nhà Nguyễn thì vi vương, nhà Trương là vi tướng mà. Đó, nên người cậu ruột của chúa Nguyễn Phúc Khoát này rất là quyền lực trong triều đình lúc bấy giờ, thâu tóm hết tất cả những cái quyền hành và khiến cho Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát lúc bấy giờ đó đi vào cái con đường là ăn chơi rồi
trác táng, rồi cũng như là không có lo cái việc triều chính nữa, mà tất cả các cái quyền hành đều nằm trong tay của vị đại thần Trương Phúc Loan này đây. Chúng ta thừa cái cơ hội này để mà áp bức bóc lột, vơ vét của cải, tăng thuế tô, siêu cao thuế nặng đối với nhân dân, bắt buộc nhân dân lúc bấy giờ là phải lao động cực khổ để mà cống nạp cái tiền của vật chất cho triều đình lúc bấy giờ, thì khiến cho cái lòng dân lúc bấy giờ hết sức là căm phẫn, thưa quý vị. Đó, thì chính vì ông đã thao túng được cái quyền hành trong tay và cũng như là sử dụng được tất cả những cái quyền hạn của mình trong triều đình lúc bấy giờ, dựa vào những quyền hạn lúc bấy giờ để mà điều khiển các công việc trong triều chính. Tới khi mà Võ Vương Nguyễn Phúc Khoác mới lâm bệnh và chuẩn bị qua đời đó, thì chúa mới quyết định là nhường ngôi lại cho một vương tử, đó chính là con thứ hai của ông, chính là người vương tử Nguyễn Phúc Luân này đây. Tuy nhiên, theo như mà sử sách chép lại, vương tử Nguyễn Phúc Luân là một người hết sức là thông minh, rất là tài giỏi và đặc biệt là rất là cương trực. Nên vì vậy, khi mà đã nhận được cái di chiếu mà chuẩn bị mà nhường lại cái việc cai trị đất nước cho vương tử Nguyễn Phúc Luân này, khiến cho quyền thần Trương Phúc Loan rất là lo, lo sợ cái quyền hành của ông bị suy giảm, cũng như là sẽ sau này ảnh hưởng tới cái sự nghiệp của ông. Nên vì vậy thì ông đã bày mưu tính kế và lập mưu đồ hãm hại Nguyễn Phúc Luân. Thì quý vị chúng ta hình dung khi mà quyền thần Trương Phúc Loan này đây mới bày mưu tính kế và ép buộc Nguyễn Phúc Luân phải vào trong ngục thất để mà giam giữ. Thì khi mà bị giam giữ như vậy thì vương tử Nguyễn Phúc Luân mới tỏ ra hết sức là buồn chán và cũng như là bị căm phẫn, uẩn ức lên tới cực độ, thưa quý vị. Nên bị bỏ đói trong cái thời gian dài nữa. Tới khoảng 3 tháng sau được cho về nhà thì vương tử Nguyễn Phúc Luân này đã qua đời. Đã qua đời sau 3 tháng. Thì cái điều đó cũng thể hiện được cái cuộc đời của ông hết sức là bi thảm, hết sức là bi thảm trong cái giai đoạn mà đáng lẽ mình là người được nhường ngôi, nhưng mà cuối cùng bị chính người cậu ruột của cha mình, được gọi là vai vế là bằng ông đó, thưa quý vị, là người trực tiếp hãm hại. Đó, thì sau khi hãm hại vương tử Nguyễn Phúc Luân này thì quyền thần Trương Phúc Loan mới lập ra một người vương tử của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoác, đó chính là Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi. Nguyễn Phúc Thuần là vị chúa thứ 9 của triều đại chính chúa của nhà Nguyễn đó, thưa quý vị. Đó, thì khi mà lập Nguyễn Phúc Thuần lúc bấy giờ thì mới có 12 tuổi thôi, còn rất là trẻ, nên ông rất là dễ trong cái việc là cai trị đất nước cũng như là thâu tóm quyền hành, và khiến cho lòng dân lúc bấy giờ là xảy ra cái việc là khốn đốn cùng cực, nên dẫn tới những cái việc nổi dậy đấu tranh của nhân dân ở xứ Đàng Trong này. Đặc biệt như quý vị chúng ta mình biết đó chính là cái cuộc nổi dậy của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ vào năm 1775 ở tại Bình Định, thưa quý vị. Đó là đỉnh điểm ha, thì khiến cho cái triều đại các chúa Nguyễn bắt đầu suy vong từ cái giai đoạn đó. Đó là một vài những cái chi tiết mà Hoàng muốn gửi đến với quý vị về tiểu sử cũng như là cuộc đời của vương tử Nguyễn Phúc Luân. Còn bây giờ thì Hoàng sẽ chính thức là giới thiệu với quý vị về cái công trình nơi mà ngài đang an nghỉ, được gọi là Lăng Cơ Thánh hay còn được gọi là Lăng Sọ ha quý vị. Trước tiên thì Hoàng muốn giới thiệu với quý vị về cái vị trí mà hiện tại là Lăng Cơ Thánh đang tọa lạc á. Thì quý vị chúng ta có thể nhìn thấy xa xa trước mặt màn ảnh nhỏ quý vị, đó chính là dòng sông Hương ha. Cách cái vị trí Lăng Cơ Thánh khoảng tầm 100m thôi. Thì cái dòng sông này nó liên quan rất là nhiều đối với cái nơi an nghỉ của ngài vương tử Nguyễn Phúc Luân này đây. Tại vì sao có cái tên gọi là Lăng Sọ? Thì bây giờ Hoàng mới chính thức là sẽ giới thiệu với quý vị về các cái tên gọi Lăng Cơ Thánh, Lăng Sọ. Cơ ở đây có nghĩa là cơ nghiệp á quý vị. Cái nền á, cái nền, thánh ở đây có nghĩa là ý nói là đây là người thân sinh ra vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, nên sau này vua Gia Long khi mà lên ngôi đó thì ông đã cho xây dựng lăng cho cha mình và đặt cái tên là Cơ Thánh, tức là cái nền móng để mà phát tích ra cái vương triều của nhà Nguyễn. Và thứ hai, Lăng Sọ, thì lý do tại sao lại có cái Lăng Sọ thì thưa quý vị, về cái cuộc đời của ngài khi mà bị chính người hoàng thân quốc thích trong triều lúc bấy giờ là quyền thần Trương Phúc Loan, là cậu ruột của cha mình, hãm hại đó, thì ông có một cái kết cục hết sức là bi thảm, đó là bị vu khống và bắt giam và trong ngục thất để rồi sau này là phải bức tử mà chết. Đó, thì thứ nhất là đã rất là bi thảm trong cái việc mà ông qua đời rồi. Thứ hai nữa là khi mà ông đã qua đời và được nằm xuống ở đây tưởng dường như là đã được yên giấc ngàn thu. Nhưng mà xin thưa quý vị, tại vì biến động của lịch sử lúc bấy giờ ha, thì triều đại nhà Tây Sơn á, với sự lãnh đạo của vua Quang Trung, ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đó, thì mới cho khai quật
hết tất cả các phần mộ của các chúa Nguyễn, tiền thân của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, và đặc biệt ngay cả cái ngôi mộ của ngài đây cũng đã bị vua Quang Trung cho binh lính khai quật hết tất cả mọi thứ. Và hài cốt của ngài đã được vứt xuống, bị vứt xuống dưới dòng sông Hương luôn. Nên vì vậy có một câu chuyện kể lại rằng á, thì có một người ngư dân ở làng Cư Hóa này đây, xưa kia cái vùng này gọi là tên là Cư Hóa ha quý vị. Đó, Cư Hóa xã Thủy Bằng á, mới thấy được cái sự việc mà binh lính của vua Quang Trung nhà Tây Sơn á, cho đào phần mộ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân này vứt xuống sông. Thì ông với thấy như vậy, ông với lặn xuống và lấy hài cốt. Và khi đó thì ông mang lên được một cái hộp sọ thôi, chỉ còn duy nhất là một cái hộp sọ. Thì đó là cái giai thoại đầu tiên để nói về cái sự việc mà người ngư dân này đã trục vớt được cái hộp sọ dừa của Vương tử Nguyễn Phúc Luân. Tuy nhiên có một cái giai thoại nữa là kể rằng là người ngư dân Nguyễn Ngọc Khuyên này đây, khi một lần mà ra ngoài sông Hương để mà đánh cá đó quý vị, khi mà ông cất vó đó, thì lần đầu tiên kéo vó lên thì thấy một cái hộp sọ ở trong cái vó của mình, thì ông kinh sợ quá, ông mới vứt xuống lại. Thì tới lần thứ hai, ông di chuyển qua chỗ khác, ông cất lại cái đợt vó thứ hai, thì lại thấy một cái hộp sọ nữa. Đó, thì một lần nữa thì ông rất là hoảng loạn, rất là hoảng sợ, rồi ông lại vứt thêm một lần nữa và vứt ra rất là xa. Nhưng mà tới lần thứ ba thưa quý vị, thì ông mới nghĩ rằng trong đầu á, thì mới khấn rằng á, nếu mà đây là cái hộp sọ của một đấng minh quân nào đó đó, thì hãy lọt vào trong cái lưới của ta một lần nữa, rồi sau đó thì tôi sẽ đi tìm cái nơi để mà chôn cất. Thì y như rằng lần thứ ba lại tiếp tục phát hiện ra cái hộp sọ này. Thì lúc bấy giờ thì người ngư dân Nguyễn Ngọc Khuyên này mới mang cái hộp sọ và đi lên trên bờ này đây để mà tìm lại cái phần mộ. Đó, tìm lại cái phần mộ thì mới phát hiện ra cái phần mộ này chính là phần mộ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, và ông đã cho chôn cất lại ngay chỗ cái vị trí mà trước kia mà Vương tử Nguyễn Phúc Luân mất mà chôn cất ở cái tại vị trí này đây. Thì đó là về cái giai thoại tại sao ở đây được gọi là cái lăng sọ. Đó, thì tới cái giai đoạn mà chúa Nguyễn Ánh lúc bấy giờ với bôn tẩu bởi quân Tây Sơn ở xứ Đặng Trong á, sau 25 năm ròng rã bôn tẩu á, thì khi mà khôi phục lại Giang Sơn, lấy lại được cái chính quyền cho nhà Nguyễn, thì ông đã lên ngôi vương vào năm 1802 như quý vị chúng ta mình đã biết ha. Thì việc đầu tiên khi mà ông lên ngôi vương là ông đã truy tìm lại hết tất cả những cái vết tích của các bậc tiền nhân, nơi mà các vị tiền nhân của nhà Nguyễn an nghỉ, để mà ông cho xây dựng và xây cất lăng mộ. Thì biết được tin như vậy thì người dân chài Nguyễn Ngọc Khuyên này mới vào để mà bẩm tấu với vua Gia Long rằng là chính ông là người đã phát hiện ra một cái hộp sọ, và có thể rằng đó là hộp sọ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, chính là thân sinh của ngài. Thì nghe được cái tin như vậy á, vua Gia Long mới cho người đi tìm hiểu và đến đây để mà khai quật cái phần mộ này lên, lấy cái hộp sọ để mà ông làm cái biện pháp để mà ông xét nghiệm, tức là để chứng minh coi có đúng hay không á. Thì lúc bấy giờ vua Gia Long mới cho cắt một cái ông đã cho cắt ngón tay của mình, lấy một cái giọt máu để mà nhỏ vào trong cái hộp sọ đó. Thì quan niệm hồi xưa khi mà cái giọt máu mà nó thấm vào trong cái hộp sọ, đó chính là có cái nguồn gốc là huyết thống với nhau. Thì khi mà nhỏ cái giọt máu vào á, thì cái hộp sọ này nó hút hết toàn bộ cái giọt máu của vua Gia Long luôn. Nên vua Gia Long mới tin đây chính là hộp sọ của cha mình. Thì như vậy thì vua Gia Long đã cho xây dựng lại cái ngôi lăng mộ này. Đó, giống như là hiện trạng hiện nay, và được gọi là lăng cơ thánh. Sau này chính vì cái nơi đây là nơi chôn cái hộp sọ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, nên người dân mới gọi ở đây một cái tên rất là thân thuộc, đó chính là lăng sọ. Lăng sọ có nghĩa là như vậy, là nơi chôn cất cái hộp sọ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, cha của vua Gia Long ha quý vị. Đây thưa quý vị thân mến, thì đó là một vài những cái thông tin mà Hoàng muốn giới thiệu với quý vị về cái tiểu sử của cái một vài cái thông tin liên quan tới cái nơi mà lăng cơ thánh này, tại vì sao có cái tên gọi là cơ thánh hay là lăng sọ ha. Còn bây giờ thì ở đây là cửa đang bị khóa nên Hoàng cũng không có vào bên trong để giới thiệu với quý vị chúng ta được. Thì Hoàng được biết rằng có một cái con đường dẫn lên cái lối Bửu Thành ha, ở phía đằng sau ha, Bửu Thành phía đằng sau, nên Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình hãy đồng hành với cô Hoàng ha. Hoàng cũng xin phép là sẽ giới thiệu với quý vị ở phía trên cao xuống thôi. Còn ở đây là Bửu Thành Môn thì chúng ta mình không có vào được. Đây thưa quý vị, Hoàng đang di chuyển ra phía bên hông của lăng cơ thánh. Trước tiên thì cả nhà chúng ta mình thấy cái không gian cũng khá là rộng ha. Thì Hoàng được biết ở đây cái vị trí của lăng cơ thánh tọa lạc đây có diện tích khoảng tầm 2 hectare.
khoảng 2 hecta luôn quý vị, rất là rộng. Bên trước màn ảnh nhỏ của quý vị đó chính là cái miếu ông Chài, tức là nơi thờ bài vị của người ngư dân Nguyễn Ngọc Khuyên đó quý vị, người mà có công trạng mà trục vớt cái phần hộp sọ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, nên sau này vua Gia Long mới cho ban thưởng rất là hậu hĩnh, cũng như là cho lập luôn miếu thờ dòng họ nhà Nguyễn Ngọc ở đây luôn đó. Thì đó là lát nữa Hoàng sẽ giới thiệu với quý vị chúng ta sau ha. Còn bây giờ mình sẽ đi vòng ra phía trên này đây. Đây một cái bức tường thành được xây dựng rất là kiên cố ha quý vị. Đây là xây dựng bằng đá. Đấy, cái công trình này từ thời giai đoạn của vua Gia Long, khi mà mới lên ngôi thì năm 1802, thì tới năm 1806 ông đã cho xây dựng cái lăng cơ thánh này đây, và cũng như là xây dựng cái Hưng Tổ miếu để mà thờ bài vị của cha mình ở trong đại nội hả quý vị, năm 1806. Đây thưa quý vị, Hoàng không có vào được lối chính nên Hoàng cũng xin phép với quý vị, Hoàng sẽ đi cái trên cái con đường Bửu Thành này đây. Thì trước tiên quý vị chúng ta mình thấy cái Bửu Thành này rất là dày ha, rất là dày luôn. Cái điều đặc biệt mà Hoàng thấy ở đây nữa thì cái phần mộ này chỉ có một cái vòng Bửu Thành thôi. Như thông thường trong những cái lăng mà Hoàng quay cho quý vị chúng ta xem về các lăng của vua hay là lăng của các vị hoàng hậu của thời nhà Nguyễn á, kiến trúc lăng của thời nhà Nguyễn á, thường là có hai vòng Bửu Thành á. Ở đây chỉ có một vòng thôi thưa quý vị. Thì trước tiên thì Hoàng cũng chia sẻ với quý vị về hình ảnh đầu tiên, đó chính là cái nơi mà chôn các cái hộp sọ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, thân sinh của vua Gia Long. Đó quý vị, có ba bậc. Ba bậc tượng trưng cho thuyết tam tài thiên địa nhân đó quý vị, thường thấy trong các cái kiến trúc của vua chúa nhà Nguyễn. Ở đây có hai bức bình phong, bức bình phong đầu tiên đó chính là ngay chỗ cái Bửu Thành Môn, chúng ta đi vào là thấy được cái bức bình phong tiền được chạm khắc rồng rất là chi tiết, rất là tinh xảo luôn thưa quý vị. Mặt trước thì cũng có một cái họa tiết rồng nữa, thì lát nữa Hoàng sẽ chia sẻ với quý vị. Rồi ở phía sau thì có thêm một cái bức bình phong nữa, gọi là bức bình phong hậu, cũng được họa tiết rồng khảm sành sứ rất là tinh xảo. Và có một cái hương án, cái án thờ này Hoàng thấy cũng rất là đặc biệt, rất là khác lạ so với các cái phần lăng mộ Hoàng đã giới thiệu, đó là hương án nằm ở phía sau mộ ha quý vị. Thường là hương án sẽ nằm ở phía trước này, nhưng mà hương án ở đây thì không hiểu vì sao lại được đặt ở phía sau. Thì bây giờ Hoàng sẽ đi một vòng để giới thiệu cho quý vị chúng ta mình xem. Thứ nhất là về cái vật liệu mà cho xây dựng lên cái công trình này. Thì Hoàng thấy rằng được xây dựng bằng gạch vồ nè quý vị. Gạch vồ và bằng vữa vôi. Hoàng không có xuống được nên vì vậy sẽ chia sẻ với quý vị ở phía trên này thôi nha. Cả nhà chúng ta mình nhìn thấy đây là một cái họa tiết con rồng ngay bức bình phong đầu tiên nè quý vị, rất là tinh xảo luôn. Ở đây thì quý vị chúng ta mình có thể thấy được cái màu sắc của thời gian bị rêu bám xung quanh cái bức Bửu Thành này rất là nhiều nè quý vị. Và ở đây những viên sỏi, viên đá được dùng để mà xây cái Bửu Thành này, có thể thấy được một cái công trình cũng rất là kiên cố ha. Đã được vua Gia Long cho xây dựng cho vua cha cho cha mình. Thì đó là tổng thể về cái lăng của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, cha của vua Gia Long. Thì Hoàng cũng xin gửi đến với quý vị một vài những hình ảnh như vậy. Còn bây giờ thì Hoàng sẽ
giới thiệu với quý vị về cái miếu Ông Chài, tức là cái miếu mà được vua Gia Long cho xây dựng để mà ghi công đức của người ngư dân Nguyễn Ngọc Khuyên. Trước mặt cả nhà đó chính là cái miếu Ông Chài, tức là nơi thờ người ngư dân Nguyễn Ngọc Khuyên, người có công trục vớt cái hộp sọ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, và sau này được vua Gia Long sau khi lên ngôi đó thì ban thưởng rất là hậu hĩnh. Thứ nhất là ông ban cái tên gọi mới cho cái làng của người ngư dân này. Ban đầu cái làng này có tên là làng Cư Hóa ha quý vị. Rồi sau này sau cái sự việc đó thì vua Gia Long đã đổi tên làng Cư Hóa thành là làng Cư Chánh. Chánh ở đây có nghĩa là chánh nghĩa quý vị. Đó. Và thứ hai nữa là ban thưởng rất là hậu hĩnh cho dòng họ là Nguyễn Ngọc này đây. Và thứ ba nữa là miễn thuế tô cho tất cả các người dân ở trong làng này luôn. Thì đó là những cái chính sách hết sức là nhân văn của vua Gia Long mới đầu khi mà ông lên ngôi ha. Có thể thấy là đây là một trong những vị vua rất là được lòng dân chúng, không riêng gì những người ở miền Trung và những người ở miền Nam nữa. Đặc biệt ở trong quý vị chúng ta mình biết cái câu chuyện mà chúa Nguyễn Ánh buôn tẩu bởi quân Tây Sơn á, đã được sự che chở và bao bọc rất là nhiều bởi những người nhân dân ở xứ miền Nam mình. Đó thì đây là một hình ảnh tổng thể là một lần nữa về cái nơi an nghỉ của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, một trong những người có một cái số mệnh hết sức là bi thảm. Tới khi mà ông qua đời rồi thì tưởng chừng như được yên thì nhưng mà không ngờ lại bị quân Tây Sơn cho đào bới hết tất cả mọi thứ, kể cả cái nơi mà chôn cất ông. Thì qua cái video này đó, Hoàng cũng muốn giới thiệu với quý vị về cái yếu tố phong thủy ở trong cái câu chuyện. Đó quý vị, chúng ta mình nghe hồi xưa ha, các vương triều khi mà thay ngôi đổi triều giữa các triều đại á, thường là cho triệt hạ hết tất cả các cái phần mộ gọi là huyệt đạo của các cái vương triều khác, các vương triều trước á, để mà trấn yểm cái long mạch này, cũng như là cho cắt đứt hết tất cả mọi thứ long mạch. Thì vua Quang Trung Nguyễn Huệ thì cũng như vậy, cũng không có tại vì muốn cắt hết tất cả các long mạch của nhà Nguyễn ha, nên ông đã cho khai quật hết tất cả các phần lăng mộ cũng như là tàn phá rất là nhiều những cái công trình kiến trúc lăng tẩm của các chúa Nguyễn trước. Nhưng mà rốt cuộc cái kết cục thì nhà Tây Sơn cũng phải sụp đổ, rồi nhà Nguyễn lại tiếp tục lại lên ngôi vương và thống trị Giang Sơn. Thì cái điều đó qua câu chuyện này thì Hoàng cũng muốn chia sẻ với quý vị về cái thuật phong thủy, và cũng như là theo như cái quan niệm hồi xưa nó cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Đó, thì khi mà trị vì một cái đất nước, một cái đế nghiệp thì phải có cái chữ tâm trong cái vấn đề là thu phục Giang Sơn cũng như là xây dựng đất nước để mà thành trị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì đó là một vài những cái chia sẻ của Quốc Hoàng với tất cả quý vị về tiểu sử và cuộc đời của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, cũng như là muốn đưa quý vị chúng ta đến thăm viếng cái phần mộ của ngài là Lăng Cơ Thánh, hay còn được gọi là Lăng Sọ. Thưa quý vị, thì với cái một vài cái thông tin như vậy thì Hoàng cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta mình có thể mình biết thêm, hoặc là quý vị chúng ta mình có thể hình dung được cái nơi mà ngài đang an nghỉ, và cũng là một cái công trình, một vị nhân vật cũng rất là đặc biệt trong cái lịch sử của nhà Nguyễn này. Thì chắc có lẽ là tới đây Hoàng cũng xin phép được khép cái video Hoàng tại đây. Và trước khi mà khép video thì Hoàng cũng xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã đồng hành với Quốc Hoàng trong cái khoảng thời gian vừa qua, cũng như là xem những cái video ủng hộ tinh thần của Quốc Hoàng. Thì quý vị chúng ta mình có thể giúp Quốc Hoàng bằng cách là mình nhấn subscribe, đăng ký kênh, hoặc là mình like những cái video mà Quốc Hoàng chia sẻ để Quốc Hoàng có thêm những cái động lực để mà làm tiếp những cái video tiếp theo. Thì trong cái quá trình mà Hoàng chia sẻ về lịch sử thì quý vị chúng ta mình có thể mình hình dung được lịch sử thì vốn dĩ nó rất là rộng và rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau.
Nên khi mà Hoàng chia sẻ thì chắc chắn là sẽ không có tránh khỏi những cái sai sót. Thì cũng mong quý vị chúng ta mình xem video mà phát hiện ra những cái sai sót của Quốc Hoàng thì có thể bình luận chia sẻ phía dưới để Hoàng có thể rút thêm những cái kinh nghiệm hoặc là học hỏi thêm từ quý vị nha. Rồi thì bây giờ chắc có lẽ là sẽ xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị và hẹn mọi người trong những cái video tiếp theo của Quốc Hoàng. Ok, thân ái và tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những video sau nha. Bye bye.